mái nào cung đình mời tiên anh lại đáo từ xuống quả thực dâng lên na đăng trà quả thực tiên na dâng lên na lòng tiên mái thì chưa tiền thanh bông từ chung cung chung cửu tiêu chính vì mẫu chết rồi sở chỉ bốn phương trong sáng như gương lòng ngưng nhiệt trong sáng như gương thân thông biến hóa sửa sang nghi chân phàm mày lão tốt tươi mặt người mày lão tốt tươi hình dung hiểu điều miệng cười nở hoa tóc phượng già già bôi son tóc phượng già già môi son ma phấn hài hòa chân dày sàn ra ngồi cùng thánh tiên thỉnh mời mẫu đệ nhị địa tiên tích xưa hiển thành trong đền sung sơn chốn nổi ngang cùng nơi phố cát riêng một bầu gió mát na trăng thanh nhì lũ ngưng xạ nhiệt pháp rơi mộng mân chư Phật thải bụi tật sao văn tùy sư kiết tướng vân thành nghỉ vương mân chư Phật tiện toàn thân nam mô gương vân cai Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô gương vân cai Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô gương vân cai Bồ Tát Ma Ha Tát sa loa khách ra hồi cung thánh mẫu đệ tam ma thỉnh mời thánh mẫu đệ tam xích lân năm nữ ngự biển hoài cung sớm kết loan phòng kinh xuyên sớm kết loan phòng thảo mai tiểu thiếp đem lòng nghỉ gieo hoan chẳng xét ngay gian kinh xuyên trường chẳng xét ngay gian vàng mười lỡ để lầm than bao đại gì đi tới đó đầu non yêu quạnh bóng ác tà xe lạnh chiều hôm giới định chân nhang thân khởi xung thiên thượng đệ tử kiên thành nhiệt tại kim lô phong quảnh các nhân huân tức thiên mãn thập phương tích nhật gia du điện tạc tiêu tai trương nam mô hương vân cai Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô hương vân cai Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô hương vân cai Bồ Tát Ma Ha Tát dòng nhạc khai quang thập cờ diệu quang minh chiếu từ chúng ngạ tích tăng cúng giang kim phục hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương ca lăng tăng gia ân từ bi mẫn chúng sinh ngô ma kim đỉnh lệ khai quang thả chiếu thiên tôn sa loan thanh gia hồi cung phục mạc đế đình tôn quan na phục mạc đế đình gia uy sát quỷ trừ tình chóc hà ngự chỉ phán ra ngọc hoàng ngự chỉ phán ra tôn quan đặc gia xung quà cõi trần thổ địa chính thần lệnh sai thổ địa chính thần hỏi xem thiên hạ vạn dân đi thế nào hội yến bàn đào cúng dâng hội yến bàn đào cờ tiên rượu thánh thất cao kinh hề nghị đỏ tuần đời
năm Bính Dần ý mùng 10 tháng 1 Thái Hậu Hoàng đảng ra nghi hình tôn nông bách quan vọng bai kỷ trùng chúa phê long bút sắc phòng ý thái hoàng
Thiên Thiên Thánh Mẫu Đệ Nhất Cửu Trùng Thay Thiên Thanh Vân Công Chúa Thanh Cung à ha. Thiên Phủ Liệt Vị Hoàng Thái Tử Vương Quan Chư Vị Khâm Sai Cai Đồng Thủ Mạnh Công Chúa Thánh à tiền. Thiên Phủ Tứ Thiên Sứ Giả Trưởng Bà Tào Quan Nhất Thiết Thánh Chúng Thánh à tiền. Phụ việc các giá hội đồng chư tôn chắc dáng thông dung giá ngự thứ tự quang lâm tá khẩu thông truyền hội đồng chuẩn là năm tỷ đệ tử thêm nhờ thừa hiếu tưởng vọng chuyển phong vân tâm tính viên mình trường tòi hợp cách thành đồng khai nhẫn nhĩ nhi thông truyền chỉ phán là nhất tần kiến pháp vạn bội thừa nhan đắc mộc thánh ngân vân thắng khí thiết bình dinh chi trí cẩn sơ ngàn thiên văn giáp thì nhiên nục huyệt thập kính nhật lễ chủ khấu thủ bách vái thượng sơ ngàn đất tùng quan hành giáng đền giáng văn sơ dâng lên thượng lai văn sơ dâng lên pháp sư tâu đối có lớn chép biên rõ ràng phê cho tín chủ bình an nhị tự trang sinh ông phê nhị tự trang sinh cửa nhà phú quý khang ninh thọ trường phê cho sứ mệnh khang cường dâng cánh sơ hồng để trước công đồng Phật thành chứng minh ngài về tấu sơ lên trình truyền phán các quan ngay về truyền phán các quan tả văn hương võ lương ban lao đàm lệnh truyền văn võ đôi à thiên binh vạn mã hằng hà kéo ra lệnh truyền nhất đội vạn cờ nhất đội vạn cờ lệnh truyền nhất đội vạn cờ quan lớn bây giờ bởi chắc giang anh linh trước là bảo hộ dân tình sau ra chu chóc tà tinh phen này ủy ra trần thế biết tay dòng nhan hai quang thập cờ diều quang miêng chiếu tự trung ngạc tích tăng cúng giả kim phụ hoàng thân cận thánh chúa thiên trung vương cúng lần anh linh nghe quan hạ lệnh tùy hành tùy sai cứ nhờ sai điện hình biến tướng thủy hịch văn tốc giáng đến trung rộng kỳ tiếp tinh phụ đồng để nạp thiên tao sớ văn để nạp thiên tao tấu lên cho tới ngồi cao đế định nam tào bắt đầu chứng minh áo thắm dâng lên khăn điều áo thắm dâng lên làm con tứ phủ một ngày không dám đơn sai hơn trên tiếp lộc ban tài chư vị bách linh thỉnh mời chư vị bách linh nghe lời triều thỉnh nghe đáo đàn trước đây nhân duyên khắc khoải một ngày đạo thầy nghe tương tây nay non vàng đi thời hương cắp mộc đèo phong nghe hào quang khắp biển khắp biển thiên hạ ấy vầng nguyệt soi sáng cả hư không bốn mùa xuân hạ thu đông trần gian mới biết
âm dương nghiệp màu. Trên thượng lầu cao sâu võng cực, dưới bách thần châu trực hôm mai. Ngọc hoàng ngự cảnh thiên thai, đền rồng cao ngất lâu đài trang nghiêm. Xa hình ngoài thành long khói tỏa hơi nghề, bầy rồng năm thức phủ tre, thanh hoàng thái hậu tức thì bao thai. Cảnh đền đài uy nghiêm lộng lộng, hóa phép màu lục trí thần thông. Anh ra ngồi cùng hoàng đế tinh quân thỉnh ông hoàng đế tinh quân hiệu quan giám sát thiên thần giáng sinh. Ông tại thiên đình nguyên xưa sáng ngự thiên đình nhì, đêm ngày châu trực ta cùng dình lâu đài. Giám sát huyền cai thượng ngàn, con giám sát huyền cai thống trị tam giới khâm sai, ý chức đại thần nỉ. Thank you.
dòng nhan khai quang thập cờ diệu quang minh chiếu từ trung nga tích tăng cúng giàng kim phục hoàng thần cận thánh chúa tiên trung vương tha lăng tận gia ấp từ đi lân bận chúng sinh cúng ngạ kim đỉnh lễ dòng nhan chiếu thập phương hạ bút phê sai truyền nhang hạ bút phê sai cảm thiện chư tương đáo lai hộ trì lệnh sai binh độ binh tùy ngũ tướng anh linh nghe quan hạ lệnh tùy hành tùy sai cứ nhờ sai hiện hương viên tính những hịch văn tốc sang đàn trung dung khi thiết tinh thủ đồng dâng la sứ hồng trần gian dâng la sứ hồng để trước công đồng quan lớn trước bình quan vì tô đôi đặng trình áo thắm dâng lên khăn điều áo thắm dâng lên hai vì tô đôi phê biên rành rành vuông tròn muốn cho nghĩa vẹn vuông tròn các quan nam đạo bản đàn cho mau việc làm thời trước tương sau khai giếng đền rồng tôn quan khai giếng đền rồng bắt công nước thủy công đồng đem xa nước tiền nơi ở ngân hà đem về mở phù được sạch thông đầu lầu độ cho đệ tử sông lông phủ khai đàn lớn về mở phủ khai đàn cấp thực cấp nước cho ngân cho xuyên gạo tiền đề đa từ nay phú quý vinh hoa tiền tài lưu loát bạc vàng đề đa đủ cho phúc đặc hà sa bát nước cơi châu thành tâm bát nước cơi châu độ cho đệ tử được lộc tài đề đa thứ nhất lộc hoa thứ nhì lộc quả thứ ba ngài phê lộc tiền lại nở ra rồng trứng rồng lại nở ra rồng nghỉ cây thông lại đầy đôi thông dược và bốn mùa phẳng lặng can qua bảo kinh hai quang song nhan thập cờ siêu quang lấy ở sông ngân nước tiền lấy ở sông ngân đem về mở phủ được sạch không đầu đầu độ cho đệ tử sông lâu độ cho đệ tử phúc lâu giàu bền độ cho tài lộc vô biên tươi cho cây cối đâm trôi lời hoa buôn mùa kết trái đơm hoa hoàng kinh mai vang song nhan thập cờ diệu quang miếng chiếu từ trung ngã thích tăng cung giang kim cung hoàng thần cận thánh chúa thiên trung vương có lễ trình đồng trần gian có lễ trình đồng nghi thỉnh quang giám sát ngự trên công đồng tả bắc đầu di mùng hoán số hưu quan tam tào chúa sổ trường sinh thỉnh mời chư vị bách linh cấp thực cấp nương lớn về cấp thực cấp nương ban ngân ban xuyên ý gạo tiền đề đa từ đây phú quý vinh hòa ban lộc tiếp tài quan về ban lộc tiếp tài ban danh ban diện cho người trần gian cứu đâu thời đó bình an tiền tài lưu loát bạc vàng đề đa đủ cho phúc đặc hà sa bát nước cơi châu thành tâm bát nước cơi châu độ cho đệ tử được lộc tài đề đa bốn phương phản nặng can qua tên chép tuổi vào trong sổ này yên gắn niên số từ này
lại nở ra rồng, trứng rồng lại nở ra rồng, cây thông lại đầy, trôi thông dược là bốn mùa phẳng lặng can qua. Nấy ở sông Ngân đem về mà phủ được sạch thông lầu lầu độ cho đệ tử sông lâu. Tắm cho đệ tử sạch không lầu lầu độ cho hai chữ bình an. Độ cho đệ tử muôn vàn tốt tươi, cho tốt tươi cây trồng cây, cho tốt tươi cây nở cành xanh lá tràn đầy lồng hoa. Bảo kinh khai quang song nhan, thập từ siêu quang miên chiếu từ trung áng tích tăng cung giàn. Kim phụng hoàng thần cận thánh chúa thiên trùng vương. Linh Nhật Đồng có lớn về châm Linh Nhật Đồng, nghi đồng thanh bóng lịch dốc, một lòng chẳng dám đơn sai hơn trên tiếp lộc ban tài. Tiếp lộc ban tài hơn trên tiếp lộc ban tài, ban danh ban diện ban công ban quyền cứu đâu thời đó bình an. Châm Linh Nhật Đồng quan sao khăn thắm, áo hồng linh thiêng xa làm đệ tử cung tiên. Tẩy diệt bụi trần nước tiên, tẩy diệt bụi trần thì thanh cao lại được y mười phần thanh cao. Phải đạo làm tôi trên thuật lòng trời, dưới được lòng dân hội đồng ba phủ kiêm quân. Sơn lâm hùng cường uy vũ tuần sắc rồng cai ngự nam thiên. Phục tòng vâng mệnh kỷ thiên, thanh sơn bích động mọi điện quán khai. Đền đài uy nghiêm lộng lộng, phép thần thông trí dụng ai đường. Nhắc coi thầy tòa giáng sơn, giáng sơn san sát y không đâu bằng đền thờ quan giám sát phủ đồi ngàn. Nước chảy lạt ngô lạt đều mọi thứ có hoa trầu như ve sườn non chim sẻ
bình thường anh cùng theo điểm trông. Vậy có thơ rằng ngần ngật lâm sơn kiêu dị lộc thành thanh chí thủy chiếu chân tầm sơn chi cao hệ thủy tụ thâm đây thực chốn non nhân nô bầu nước chi sơn chi cao hề linh chi thủy thành chi linh thanh chi linh dân tử chi an tam thiên đệ nhất cảnh đền quan Hồng Loan Sâm Ba Ca Tùng Ý Chén Dược Đào Quan Chú Chúc Quạt Anh Bên Lầu Gió Mát Chẳng Ngờ Anh đàn nhà sáng thổi sao quanh cửa lầu thánh giá hồi cung thái tử đệ tam mi phong tôn thần đi ông lớn thái tử vương quan na phương phi diện bào lòng nhà đi khác thường thằng câu đối kiên đường đi phải phủ chức võ thần quy đủ bốn phương nhân khi nhàn ngữ ngai vàng tuần du thế giới cõi phàm trần gian mái thiền nan nổi dòng xích bích mai thuyền nan nồng lớn nổi sao mỏng xích bích hô quân trèo du lịch bốn phương có phen ông lớn ngoạn cảnh sông thương trở về tỉnh Bắc đóng vang sông Lục Đầu khắp sông Dâu sông cầu
chiếc nhang long thành dâng một chiếc nhang tông về thoại phủ dương gian các tòa thiên đình điện phủ diêm la dưới đền thoại phủ buông xa đông đình vốn dòng làm chúa thoại cung làm chúa thoại cung vốn dòng làm chúa thoại cung bách quan tấu lại phân minh đền rồng muốn tấu vọc bãi cửu trùng tam thông kích cổ hiệu đồng lên chơi phù hưng phù nghĩa đôi người văn sơ sông lên ai về tống đôi chép biên xanh dành về cho nhị tự tràng sinh áo thắm dâng lên khăn điều áo thắm dâng lên làm con bốn phủ một ngày bình yên ngủ tướng anh linh nghe quan hạ lệnh tùy hành tùy sai thế giang phủ khai đàn ai về giang phủ khai đàn trước là bảo hộ bình an cho trần sau ra thu chóc tà tình hai giếng lên rồng mắt công nước thủy cùng đồng đem ra nước tiền nơi ở lạnh giang đồ cho tín tù ơn ban dầu sang từ nay thoát khỏi gian nan chứng lễ đàn duyên lớn về chứng lễ đàn duyên cấp thực cấp nương cho ngân cho xuyên gạo tiền đề đa đổ cho phú quý vinh hòa bao nhiêu hạt ách nghe tống ra hải ngoại đủ cho già trẻ gái trai chiến loạn bạc vàng đề đa đổ cho phúc đặc hà sa bát nước cưới châu thành tâm bát nước cưới châu thỉnh mời quan lớn ngự về đền đây độ cho đệ tử từ nay thứ nhất lộc hoa thứ nhì lộc quả ban ra lộc tiền quan về chứng lễ đàn duyệt lại nở ra rồng trứng rồng lại nở ra rồng hạt thông lại nảy trôi thông sườn già bốn mùa phản nặng can qua dân an quốc thái sướng ca chơi bời quân thần và đạo chúa tôi công danh ngân nhờ cửa thánh lộc hoàng ngân đem đến tận nơi ơn trên ngài đã xét soi ban lộc tiếp tài ơn trên ban lộc tiếp tài ban danh ban diệt ban công ban quyền cứu đâu thời đó bình yên lấy ở lạnh sang nước tiên lấy ở lạnh sang đem về mở phủ sạch không lầu lầu đồ cho đệ tử sông lâu nhờ ơn Phật thánh cho phúc lâu giàu bền độ cho hai chữ bình yên cho tốt tươi cây trồng cây cho tốt tươi cây tưới lên cây đức đỡ cành xanh hoa độ cho phúc lộc đề đa trăm tai ngàn nách ngài tống ra bên ngoài độ cho già trẻ gái trai bảo kính thai quang song nhan thập từ diệu quang miêng chiếm nàng duyên ngang tích tăng cúng già kim phục hoàng thần cận thánh chúa thiên trung đường giang phủ khai đàn có lớn về giang phủ khai đàn trước là bảo hộ bình an cho trần sau gia thu trong tà tình có lễ trình đồng trần gian có lễ trình đồng nghi thỉnh quan tam phủ khai ngự lên công đồng tả bắt đầu di cung hoán số hữu quan nam tào chúa sổ trường sinh thỉnh mời chư vị bách linh khai giếng đền rồng tôn quan khai giếng đền rồng bát công nước thủy công đồng đem xa nước tiền lấy ở xa hà nhị đỡ trang sinh chữ phu chữ quý
linh thọ trường độ cho dũng mạnh khang đường. Ban lộc tiếp tài quan về ban lộc tiếp tài cấp ngân cấp xuyên gạo tiền đề đa từ đây phú quý vinh hòa trăm tai ngàn nách tống ra bên ngoài độ cho tế tư xuân lai tiền tài lưu loát bạc vàng đề đa độ cho phúc đặc hà sa châu quế châu cây ban cho châu quế châu cây cha nay châm linh con gia trình đồng đệ tử thành kính nhất tâm lại nở ra sông trứng rồng lại nở ra rồng hạt thông lại nảy trôi thông sườn ra bốn phương kết trái đơm hoa hoa dân lan phúc thái sướng ca chơi bời quân thần phải đạo làm tôi trên thuật lòng trời dưới được lòng dân hội đồng ba phủ nghiêm quân cho tốt tươi cây trồng cây cho tốt tươi cây vun trồng công đức nở cành xanh hoa màu xanh trải dọc bao la độ cho tín chủ con vinh hoa thọ trường độ cho bệnh vị thiên trường và kính khai quang song nhan thập cờ diệu quang miếng chiếu từ trong áng tích tăng cúng giàn kim phục hoàng thần gặp thánh chúa thiên trung đường châm linh nhận đồng tôn quan châm linh nhận đồng quan trao khăn thắm áo hồng linh thiêng sang làm đệ tử cung tiên đệ tử cung tiên ra làm đệ tử cung tiên trên theo Phật thánh dưới theo đồng thầy dốc thầy không dám đơn sai bao nhiêu hạt nách như tống xa lại ngoài độ cho già trẻ gái trai tẩy hết bụi trần nước tiên tẩy hết bụi trần đi thanh cao lại được người Phật thanh cao được nói thở than tân đồng được nói thở than bỏ lòng đệ tử đèn hương khấu quỷ từ người chứ dục là gì thần ba thước tay ngang dọc tài dần trời tây trí lấp bể đông chân lạnh sang hoàng tử xưng hùng tòa thủy tộc tướng quan tích mạnh đầu rồng trói trói dọc nhàn nhấp nhô sóng bạc lạnh giang khác thường khi bể lặng sóng yên một chốc lúc đùng đùng tố lốc buồn phường bạch hạc tỉnh một hồi chuông đầu rồng thầy rõ trong xuông rục rời bầy ngũ sắc trên trời quần quận kiếm trong tay rẽ sóng hiện lên câu thơ thân
sông sáng. Nhân ngày khánh hạ yến mở trường sinh, sân đàn quê tiêu thiểu nhạc vũ. Nhị tư trang sinh chữ phu chữ quý, an ninh thọ trường độ cho sống mạnh khang cường. Chân sáng khê lên nở ngạt xuống bể lạnh giang từ quý địa dành làm đền thờ quan tan tí ngài vàng long môn đi hồ bảng thạch đi bàn oai nghi. Chân sang kề lên an xuống bể lạnh giang từ quý địa danh đền thờ quan tam tiên ngài và lòng môn hồ bản thạch bàn uy nghi. Điện cát dâng nước về thoại quốc một khi truyền quân lấy ngọc lưu ly đùng đùng dâng nước phép thì không ai đang hoa đại giang sông thao sông cả đóng ngã ba tranh vui sương ca đàn hát tập tành thơ ngân phú độc mê đàn tranh chơi bài
tan tiệc rồi về nơi Hoài Phủ đóng cân đai y mũ quỷ tâu dăm ba đồng tử theo hầu vào tâu vương phủ lên chầu đức mẫu vương có phen lại ngài phi thường biến hóa vô nghệ an thường hạ đại giang thuyền rồng treo quế buồng an khi chơi bạch hạc và lúc lúc sang tam cờ giao thần thơ tản biên tam đạo truyền chư quân nhị đạo tiên phong tiếng chiêng kêu kỳ phật trống rung thuyền sau bè trước giữa dòng lênh đênh cổ cầm cánh chiêng vang ánh ỏi lốt xanh vàng chim đổ dư man triều đình văn võ bách quan cùng nghinh đón rước quan tam đi vào chầu ngự giờ lâu phan đòi nhân thứ sai ông lên cứu trừ trần gian một tay thái tử đề tang cứu sinh cũng lắm đồ oan cũng nhiều đủ mọi chiều tài kiếm văn võ trong đình thần thì nào có nhường ai lược thao thao lược quan tài thiên đình thoái phủ chứ nào ai dám bì lịch còn ghi đền lạnh giang thắng tích nghi quan đệ tam người thực đích trung quân tiệc hai tư tháng sáu hạ tuần hòa trung nam bắc muôn dân đảo cầu trên các lầu thi ngâm phú hòa ngoài sân rồng tả trúc chén tiên vua cha giã ngự phán truyền kíp đòi thái tử vương quan vào châu có phen ngự làm đâu bắc địa trở ra về tới huyện thiên tôn dạo miền thà cái thác con qua hàng anh vũ sáng trời nước người trình giáng biên dành ngân lai lãng đôi vận bồng Nam Minh người con vua thủy quốc đồng bình đệ tam thái tử giáng sinh đền rồng đức nghi gồm mẹ thung dung hòa mặc bẩm sinh thần tư chất lòng nhàn thanh giáng người bụng tiệm bàn loạn thỉnh quang đệ tứ bốn con trời giáng ở tiền cung bàn phong nghe chói chói sắc sông nghi quyền quan đệ tứ uy hùng người dạy vang ngang thank you.
mười phương chuyển y trên trời dưới bể. Quán thông trì đạo Phật đi truyền ra câu ôm đem Bắc Ngân Hà liệt hàng binh đầu bày ra y ngang trời. Các quan ngay về truyền văn các quan tản văn hư vọng lương mang đao đàm lệnh truyền văn vọng đôi hàng thiên binh vạn mã hằng hà kéo ra lệnh truyền nhất tục đàn cơn quan lớn bây giờ chắc giang anh linh trước là bảo hộ dân tình sau ra chu chóc ta tinh phen này ra trận thế biết tay dòng nhan khai quang gặp cờ diệu vang miên chiếu từ trong áng tích tăng cung giang kim phụng hoàng thần cận thánh chúa thiên trung đường có sơ dâng lên trần gian có sơ dâng lên pháp sư tâu đối có lớn chép biến dành dành phê cho nhị từ tràng sinh đa tài đa lộc y hiển vinh trên trời độ cho tài lộc tốt tươi. Ngũ tướng anh linh nghe quan hạ lệnh tùy hành tùy sai cứ nhờ sai hiện hình biên tướng thịnh hịch văn tốc dáng đàn trung dấu kỳ kiếp tinh phụ đồng nhường thốc phi ngại nhục nhường ngại phi thông pháp nhường do quan tục tuệ nhường trực viên thông thần nhường như thiên nhật chiếu dị thể hoàn đồng biên minh pháp giới nội vô số bất hàm dòng nhân nhân giai vũ túc thân vật tổng biên thông minh ngôn khai chiếu sư giao hoa tổng mạng không khai quang thập tỷ diệu quang biên chiếu hình nhân tuân phục như lai điểm khai thần nhạc chiếu quang minh nghi thần nhị thính thanh Thank you.
danh làm danh làm cổ tích ghi hình phủ Tây Hồ đệ nhất vô song. Nước nghi mặt hồ leo lẻo dòng trong chuông chân vũ dục lòng kim cổ khách kinh bát nhã ba la mật hình sai cam lộ tẩy sạch quân sinh cửa thiên môn dốc chi tu hành khi đắc đạo quan lớn cứu người trần thế ngũ canh tể tương châu kim khuyết bán dạ tướng quân xuất đi ngọc quan thôi thì thôi danh lợi bất như nhàn riêng một thú giang sơn tùng cúc cười cười yên hà thì mấy khúc dọc ngang kim cổ tiểu tam trung vậy vùng vui minh nguyệt thành phong chẳng khanh tương ông lớn cũng xanh hàng trong tứ phủ Ngọc Hoàng Thượng Đế ngự ngai rồng kiềm chế muôn phương đồn vui đức đến Tây Phương hội ban thiếp yến đôi đường sử thi các thiên đình tức thì tâu đối Phật hồi tiền đường lối khác xa xa vui cùng kim chúng tử khấu đầu khủng thổ tiến văn chầu quan đệ ngũ tuần trạch Ninh Sa A Trinh Quán quê nhà xanh lam cổ tích ngự tòa ngôi ca đấng anh hào y cổ kim lừng lẫy
khắp mà mọi miền. Đã dậy đi thân cơ muôn dân đâu đó phục thờ. Đình Giang thiết lập ngôi đền thờ, quan lớn đi tuần tranh tính. Cảnh âm thanh ý nghĩ dày bề lịch sử, vốn đặt nén đầy sử như thần đi tướng phải quỳ sai nhớ xưa là một dặm hai. Thiên đội vạn cơ lệnh truyền, thiên đội vạn cơ quan lớn bây giờ ngài chắc giáng anh linh trước là bảo hộ dân tình. Sau ra thu chóc tà tinh phen này ra trần thế biết tay tự lên đồng tử cứu dày nhân gian cứu đâu thời đó bình an. Dẹp loài ta quỷ phạm nhan nhiều về tuôn mây cưới gió đi về. Văn sương dâng lên ai vì tống đôi chép biên xanh dành về cho nhị tự tràng sinh. Chư phu chư quý kháng minh thọ trường độ cho sung mạnh kháng đường. Nghe lệnh ngài truyền ba quân, nghe lệnh ngài truyền bốn phương tám hướng. Ngũ tướng anh linh nghe lệnh phát hoài, tùy hành tùy sai cứ nhời sai. Hiện hình biên tướng thịnh hình văn, tóc dáng đàn trung dấu kỳ tiếp tinh phụ đồng. Hoàng thiên ban sắc hà, chất bát hải long giai. Việc triều đình luận bàn quốc sự, giang khê bộ bộ chiếu. Đức tranh giang gia ngự, vâng sắc chỉ hoàng thiên. Đào thần quang chân hải, dẹp thủy quái tà thần. Giữ yên điện Nam Việt.
ngọn giáo trương dương độ tập kỳ hàm tử quan ngọn cờ thanh long đao vua ban quan lớn tuần ngày đánh đông dẹp bắc cho an nước nhà đạp xanh đa nhuộm đỏ đào mười hai cửa bể sớm chiều sông lòng hầu tập man sắc tứ trần tranh gian vạn cổ anh linh bao phen đất lũy xây thành cắp biển duyên hải sông tranh nghi đức lòng trên bát ngát long châu hổ phục lốt tam đầu quật khúc châu lên lệnh truyền tư chủ quan tuần sắc giang ngự trên sập rồng kim chi tam giới ban phong quyền ngài kiếm chi tam giới hay chóc ta sát quỷ chư tinh con lớn tuần vạn phép muôn linh quyền ngài cai quản thiên binh nhà rơi bình quyền bóng quý ngự đông ai bình quyền bóng quý đương quy rời thủy khí nghiêm trang quan lớn tuần hài hiển hách huy quang ra tay tế độ trần gian con được nhờ những thần cơ xa huy hùng hồ lương nguy trời tế độ muôn dân đúng đúng nổ trần phong vân thương đồng ban giống giúp dân trừ ta thánh dấu thiêng mang về mà chân ai có tà quan trục tà giá dẫu ai vận hạt chưa qua kiều quan đệ ngũ thì cửa nhà phong quang tướng đức danh tung hoành dũng lược cánh non bồng nước nhược đi bồng lai khi vui bàn chúc
bạn lan tiệc ngọc sung bảy sương ca. Các bộ nàng xa tay bẻ quê, ngài sao chơi thành thị hồ tiên, chơi mang ăn thế giới chư tiên, tiếng quan đệ bụng khắp biển đông tây. Nay dốc lòng ơn quan vạn bội, hoặc ai mà nhầm lỗi chuyển tha, hay là cách trở sơn hà, cầm cờ chỉ núi mà hiện tỏa thiên thanh. Một nguyện giáng phúc trừ tai, đồng gia tín chủ ai ai thịnh cường. Hai nguyện cho muôn bán trăm đường, tiền tài lưu loát bạc vàng để ta. Nguyện thứ ba cũng cầu cập bề, họ nguyện con phú quý sang giàu. Bốn nguyện độ được sống lâu, nhờ ơn Phật thánh phúc lâu giàu bền. Năm nguyện chắc giáng ban đền, phương phu họ nguyện đời đời vinh hoa. Sáu nguyện phúc đặc a xa, chặt tai ngàn ách mà tống ra hải ngoài. Nay bảy nguyện già trẻ gái trai, đồng ra họ nguyện trừ lộc tài hoan hân. Tám nguyện ông sắc giang lưu ân, khuôn phù họ nguyện thiên xuân thọ trường. Chín nguyện sức khỏe trăm đường, công danh thành đạt trong mọi đường vinh hoa. Ông độ cho đến nguyện thứ mười, con cháu cháu lối đời mai sau. Trên thiên đình ngài còn đang trang số, hay quan vi đổi số trong ai. Thiên đình vạn mã toàn tài, quan tuân lịch sự đáng trai anh hùng. Lịch sắc rồng quản cai thủy cô, lệnh cứu chúng cứu đỡ muôn dân. Họ nguyện con cầu nhân đắc nhân, cầu phúc đắc phúc bản thân điều hòa. Ngài thông chi các phủ các tòa, nay về giáng ngự sương ca bản đền. Lấy chữ Phật cải thành chữ thiên, phương phù họ nguyện thiên niên họ trường. Chầu thôi ông trở ra đi, người tướng bạch hổ lên chầu thương thiên. Ngồi cùng thiên thánh thượng ngàn dương văn, chầu đệ nhị trên ngàn đông quang đền tuần quán. Giáng đệ tử chứng đầy trên ngàn đi, gió quấn rung cây dưới khe cá lặn. Chim bay về ngàn cánh khuya, nguyệt lặn sao tàn. Nguyệt lặn sao tàn,
thanh bán nguyện. Khoan khoan trèo vào, đứng gập gành đôi thấp núi cao. Ý vào ngàn xanh hương ngàn mình tôi tu anh linh. Ý à, ý à, ý à. Xin a ngàn tôi tu anh linh ngồi cao cùng chúa y tuyền anh núi non danh thơm đã có tiếng đồn mình sấm vang mưa về mưa tuôn đầu gành ra ngà ra ô ngà mắt phượng lóc lành. Ý à, ý à, ý à. Hoa tươi tốt tí tóc xanh sườn già có phấn nhị hồng tô điểm màu da ý ý à ý à ý à. Thiều nhã nhạc hát ca vang lừng cắt nhật đường thời lai sáng đến đây à, 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 à. Vui về họp mặt yên oanh quầy chân áo chít khăn xanh khoe màu khăn
vẫn đầu quầy chân đi áo dắt tên thuốc mùa chăn chắt đi mới chiên cau sầu đỏ thắm làm duyên châm hoa cài tóc càng thêm mê khác thường bài sai đôi chiều lục cung con nàng ánh vốn dòng sơn trang tình tình hay bằng chúc bằng sàng đêm đêm anh đuốc lập lè không lá một ống suối khe một bò áo long tình nhuộm tràng xanh thắm khăn xà lê theo phượng theo hoa bàn đêm gà gáy cành tà ý trên sơn trang nàng ngân cô ái các cô nàng con gái thanh gần đùa nhau ngắm chiếc quầy chân đùa nhau áo chiếc quầy chân cổ đeo kiềng bạc có bông hoa cài chốn yên mai cành hồng thập thoáng tiên châu bà ta đang mẫu nhiều đêm đêm khăn túi nâng niu ngày ngày trang điểm dập dìu vào ra chúa tiền chân chuốt hải hoa bây giờ đã tới cánh ba hồ ta ngay thập thoáng bên lầu song lăng bà đề nhị đang múa hầu mẫu vương nhạc nòng đền sáng tượng hào quang đôi tay bà múa dịu dàng khoan thai thắt lưng đai giọt ngắn giọt dài ý sớm rong chơi đồi kia miếu nọ tôm bà về áng cỏ liều tranh sớm lấm vắng ve quanh thành bạc nghe tiếng hát đầu gành cuối hang nơi non tiên suối ngàn tung tính có cơm làm thịt mình em khô vỗ tay theo nhịp sinh hồ tiếng nói trọ trẻ liu lô liu lừa tay điên điên lá đi cành đồ cho đệ tử lộc tài đệ đa cho buồn bùa phạm nặng can qua bốn mùa phẳng lặng can qua dân an cuộc thái sướng ca chơi mời quân thần phải đạo làm tôi tí cắt đào áo thân ban ra đổ cho họ nguyện con đề đa khác ngày đổ cho đệ tử mọi may bình hoa phú quý từ đây mới an lành đổ cho con đẹp diện thơm danh ý đổ cho đẹp diện thơm danh
nhất tâm hầu thành sẽ thành đồng sang, công danh tài lộc sẵn sàng. Ý à, à, à. Dù trình đệ tử dâng lên trước trình Phật Thánh, sau trình vua cha, trình lên buộc mẫu ba tòa. Cầu non châu tuế dư trăm non, tiên hải xảo lụa tầm vân khăn, có tiền tài nhất khỏe làm bằng vân du tôi do. Chứ châu trình đệ tử dâng lên, cầu non cả quả thuốc lao cả phong, độ cho con áp giả tức lòng, độ cho con được mọi đàn hành thông, độ cho chứ độ cho tài lộc trùng trùng tí à, à, à. Lá châu là tấm lòng son, quả cau là tấm lòng con đi dân trình, họ nguyện con có cưới châu trình. Ý à, à, à. Bốn phương ngồi họp để đàm mê tháng ngày, bạn đi cho tiền tốt đùa dày. Này sông Ngô Mai về về sờ, chốn Tùng Lâm quê ở Thiệt Thai, có phen sao cảnh Mường Lai, thì ra núi tuyết lúc vào à mây. Hỡi ai hay hiện hình điện tương, tương với nàng ngày tháng dòng chơi, cây cao bóng mát nghỉ ngơi, gặp người thanh lịch ấy thời là nhân duyên. Châu cay chút châu tên
cánh phượng, lại hay thuốc nào dâng lên trên một ống vui đào. Cầu non cả quả dâng đi thuốc lào cả phong. Dòng trời ngàn quê ngàn đào, chiều mây lương gió trắng sao đứng đời. Non buông mái quê lắng hoa đông cuông tuần hoàn, đào xa chơi bời để thành băng có lúc lại êm trời. Vắng con lúc lại im trời, ngự trên đỉnh núi cơn người hằng ngã. Ô tang tình sớm mùa chiều, ca bè mai dọc xa ê a dọc đường, chữ tiếng kinh châu thổ tỏ thường. Tiếng kinh nga châu thổ tỏ lục ngư chống quan hỏa, bao liễu lượng liễu lo sông trời bát cảnh ngũ hồ. Dòng chơi bát cảnh ngũ hồ, đua treo bè lái khoan dô lại về. À mây ngàn mái ngàn lè xa, ngồi bụng quý hương nghe an thai xạ danh. Có chầu đệ tử đức danh thì dọn truyền. Thủ sắc mi hoàng thiên năng đềm thơ, thủ sắc hoàng thiên ngự đồng mê ảnh bóng khắp miền gần xa. Sát quỷ mi trừ tà gia uy, sát quỷ trừ tà chiêu tài tiếp lộc gần xa, y cho đồng nghỉ. Cấm sai tứ phụ tùy tòng, chiều dòng mi công chúa đã ứng đồng thanh bà độ dân.
trong nghĩa thân ý, lại ngoài nghĩa dưỡng. Đường nguy trên đường nguy rồi độ lượng đi à, bao dòng mắt đi huê phân điểm má hồng gồm lo tứ đức tam tòng vẻ vang nghi vẫn ngang tóc mây mượt mượt vẫn ngang môi son mà vẫn xem càng tốt tươi trực bộ tiên có bộ tiên nàng dưỡng dục nghi dâng huê có chầu thôi lại trở ra về bảo nhang phúc úc khởi tường yên thủy khi sung đăng tô cửu thiên nhang giáo trí thành đăng bảo án nguyện cờ đệ tử đắc bình an bách bộ nàng hoa châu truyền bách bộ nàng hoa nghe lời châu nhủ bước ra cửa đền Phật hành ra ngự đàn duyên hoa lan hoa huệ hoa hồng hoa mai trăm hoa khoe sắc đua tài thập nhị tiên nàng bài sai thập nhị tiên nàng khăn điều ao thắm dịu dàng bước ra cô cả dâng bông dâng hoa nàng đôi nhan sắc đến na ưa nhịp nàng ba dặm cảnh hồ tiên dòng nhan khai quang thập cờ diệu quang miêng chiếu tự trung hạng tích tăng húng vàng kim phụng hoàng thần cận thánh chúa thiên trung vương ca đăng tăng giả ân từ bi mẫn chúng sinh vô ngã kim đỉnh đệ khai quang và chiếu tự trung lễ bạc vật thường trần gian con có lễ bạc vật thường châu về lai giang xá thương lòng trần đổi công danh ơn nhờ Phật thánh lộc hoàng ngân mang đến tận nơi ơn trên châu đã xét soi
chứng lễ đàn duyên châu về, chứng lễ đàn duyên trước là bảo hộ bình an cho trần độ cho mọi sự hành thông. Đa tài đa lộc hiển vinh đời đời độ cho sức mạnh hơn người. Tứ phủ tùy tòng mà cấm sai, tứ phủ tùy tòng chiều dọc công chúa chức ngự đồng cứu dân tình tàng là tình tàng tình tàng tàng tình 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 tàng. Tiếp lộc ban tài gần xa, tiếp lộc ban tài cho buồn may ban đất, gặp người gặp duyên là tình tàng tình a à, tăng đính tình nghĩa ta. Châu mới ban ra có lộc tài, châu mới ban ra bốn phương hội họp chứ đề đa, tháng ngày tình tàng là tình tàng tình tàng tàng tình tình tàng. Tiền tốt lụa dày thánh châu ban cho tiền tốt lụa dày, bọc lộc cho lắm chứ về đây càng nhiều. Đang bước tới đâu chân người, đang bước tới đâu gieo mầm nhân nghĩa, bắc dịp cầu vinh hoa. Cửa phủ cửa đền thánh châu dòng chơi, châu thôi lại trở xa về khi ra thiên bản lục về đồi ngang miêu dưỡng đàn ra bàn nề sắc chỉ bốn chữ vàng chính khi nghiêm trang lần nơi a dợt lần vợn y phượng múa ơi á nhà vàng, phượng múa y nhà vàng y a ơi. Lân dần phượng múa nhà vàng huyền châu, cai quản các nàng đôi bên có phen lên. Thành sơn tú thủy hoa phép màu, lục trí thần thông quán a cai. Quản cai tứ phủ ơi a công hồ đồng, tứ phủ y công đồng y a ơi. Quản cai tam tứ phủ công đồng quyền châu, coi sóc đền sông vào ra sổ tam tòa, chép điền đi sau trước lại sửa sang đi, gương lược y châu cao dù y a ai, dù ai y tiếp cũng
ơi a cần cầu tiếp cung y cần cầu y a ơi y. Dù ai tiếp khung khẩn cầu quyền trầu, ra dọc bảo tôi thông hành lên thiên đình. Khi về thoái phủ nghe trần còn đi, kích cổ tam thông mời a trầu, mời trầu y chắc giá ơi a đền chung chắc giang y đền chung y a ơi y. Mời châu chắc giang đền chung hay còn nam bắc tây đông chốn nào trên thiên tàu còn đang bị tra sổ hay châu còn đổi số cho ai có ơi a phen có phen đi chơi cảnh ơi a bồng lai chơi cảnh y bồng lai y a ơi có phen chơi cảnh bồng lai hay về an ni thái là nơi ý quê nhà có phen dài kinh đô mà thành thì trở ra về ý tọa vị hồng lâu dòng mời a chơi dòng chơi năm cửa ơi a nhà lầu tắm cửa y nhà lầu y a ơi a ơi a tắm cửa nhà lầu thách trầu dòng chơi tắm cửa nhà lầu hay chơi phố mới chứ cầu trầu mới cầu dệt đi ý à. Lên đến cầu đông đi chứ trở về lên đi đến đi cầu đông trở về hàng bạc chứ hàng khác có hàng buộc tình ta là tình tạc tình tạc tạc tình y tình ta ra ngồi cùng tiên nữ cung phi sắc phong chú lục cung đương bốn dòng trần thì sinh trên thượng ngàn yêu lúc giang đi là nơi bắc địa chín tư ngàn tu khí là nơi chúa tiền và vâng bệnh tuân nhơi
giờ Tí Mùng mười định sinh ra Thiên Chúa, khác người nhân gian đôi thung nguyên mừng vui hơn hở chứ khắp bản làng chi chớ mới bảo nhau ý à ý à. Mới trốn phóng loan đêm ngày dưỡng dục đặt tên chầu mê lục cung lương ý ý à ý à ý à. Mày ngài mắt phượng phi phương diệt hoa tươi tốt ni minh hương lầu lầu vẹn một bầu nước trong leo leo trách chắc già sao theo vật vẫn vờ ý à ý à ý à. Trên núi Thúy bốn mùa mát mẻ, ôm dưới bán nàng chim mà hót oanh cá buồn mặn thay họ quách đường ra ý ý à ý à ý à. Châu Ba Vì Đồng làm lễ dâng nhang, cúi đầu lễ mẫu mười phương độ trì, tay dâng nhang thất quyền từ bi à, 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 à. Bài sai đôi triệu lục cung buồn bãi vốn dòng sơn trang, tính tình hay bằng trúc bằng giàng à, 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 à. Tính chiều bà hay bằng trúc mỹ bằng giàng, bằng tre bằng nứa trà vàng cơm lam có phèn có phen sụp ai đi tìm à, 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 à. Dòng nhạc khai quang
thập cờ diệu quang bình chiêu tử trùng nga tích tăng cung giá kim phục hoàng thần cận thành chúa tiên trung vương ý à, à. Bà về có lệnh bài sai sư dinh các thương đao lại hộ trì lệnh là truyền các tướng sơn trang thanh sư bạch tường hồ lang về châu ngày hôm nay thành kinh kêu cầu tí à, à, à. Hôm nay tiến mã sơn trang 12 cô gồng gánh về đạc thành thơi được cho họ nguyện còn có lộc ở trên đời vinh hoa phú quý hơn 10 xuân qua rồi lộc tài trầu lại ban ra phật tươi phật tốt phật xa phật gần ta làm cho thế gian coi kẻo thế gian cười rằng phép không thiêng thỉnh bởi bát bộ lạc điện à, 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 à. Tình hay bỏ quạch trầu cây trầu thêm cà lá lại hay thuốc lào hát hương thơm thuốc lào vinh bảo lễ dân chúa bà hải xảo non chiêm tí à, 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 à. Ngày thật thoáng bên lầu sóng đăng châu lục đang múa hồ mẫu vương nhạc hòm đền sang tượng hào quang đôi tay châu múa dịu dàng khoan thai thắt lưng đai giòn gắn giòn dài à, 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 à. Vui về họp mặt yên oanh quầy chân áo chít khắt lam mi khoe màu khắt vật đầu quầy chân mi áo dắt chứ ta về làm thuốc làm thang làm thuốc trị bệnh mà làm thang cứu người cô cặt bà lại cho tươi ý à, à, à. Cho thuốc tiên, cho thuốc thiên lại khỏi bệnh trật thanh cao. Họ nguyện con được 10 phần thanh cao. Độ cho mặt thắp má đào ý à, à, à. Xoay cho cuộc vùng dân đường soi trong Nam Việt bốn phương thái hòa song tăng xuống bảng sắc tỏ gần xa à, 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 à. Sang khắc về sang khắc tỏa bóng cho đồng cho đồng lịch sử cho đồng vinh hoa đồ cho phúc lộc đề đa trăm tai ngàn nách tông ra bên ngoài đồ cho tuế thứ xuất lai ý à, à, à. Đồ cho lại được mười phần phần tây phần tốt phần gần phần xa đồ cho nam nữ trẻ già nhi à, 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 à. Anh già
sát chia thiên cầu ơi, ngồi trên ngôi cao cầu tương thanh đồng bên đẹp lại bên cầu ơi đừng quên nhé chúng con mong chờ cầu hoàng sư về cầu nở nụ cười chia tay người dần xa hẹn đến lần sau cậu bé tôi lại về hẹn đến lần sau cậu ơi đừng quên nhé chúng con mong chờ cậu bé sớm về tôi đã tan sự chia tay cậu ơi ngồi trên ngôi cao cầu thương anh đồng cầu thương bạn cầu lẻ bạn cho dân xuyên cầu thương bạn